bất ngờ với cuộc sống ca sĩ Hương Thủy sau 15 năm ở Mỹ. Sự thật về mối quan hệ gian díu với Mạnh Quỳnh. Nhắc đến Hương Thủy, người ta nhớ đến một cô gái đẹp với giọng ca trong trẻo trong những làn điệu dân ca, cải lương, vọng cổ và những ca khúc quê hương. Những bài hát của Hương Thủy được nhiều khán giả nhớ đến phải kể đến như Ca Dao, Thương Nhớ Cậu Hai, Vọng Cổ Về Quê Ngoại, Bóng Dáng Mẹ Hiền. Ca sĩ Hương Thủy sinh ra tại Cần Thơ vào năm 1974, sau đó về Vĩnh Long, là nơi ông nội tu và sống ở đây cho đến năm 17 tuổi. Cô là con gái duy nhất trong gia đình có 4 anh em. Tuổi nhỏ, ca sĩ Hương Thủy sống trong chùa vì cả 3 đời trước, cha, ông nội và ông cố đều tu ở trong chùa. Cha của Hương Thủy là sĩ quan không quân của Việt Nam Cộng Hòa. Sau năm 1975, khi cha trở về chùa thì Hương Thủy cũng về theo. Hương Thủy ở trong chùa nhưng không phải là đi tu mà là chỉ ở gần gũi ông nội và làm công quả trong chùa. Ca sĩ Hương Thủy có khuôn mặt hiền hòa và xinh đẹp, giống như tính tình được nhiều người nhận xét là thân thiện và dễ gần. Giọng hát trong trẻo, tươi mát của cô rất thích hợp với những làn điệu dân ca của vùng đất nơi mà cô sinh ra và lớn lên. Trên sân khấu của Paris By Night, Hương Thủy là giọng hát quen thuộc và rất ăn ý với ca sĩ Mạnh Quỳnh. Từ lúc học tiểu học, Hương Thủy đã thể hiện tài năng ca hát khi đoạt giải nhất của cuộc thi văn nghệ dành cho lứa tuổi thiếu nhi Hoa Phượng Đỏ. Khi lên lớp 10, Hương Thủy nghe trên đài radio có tuyển sinh nhạc viện thành phố nên định nộp đơn để học thanh nhạc. Tuy nhiên, theo lời cô kể, thì ở Sài Gòn, khi đi đến gần trường sân khấu nghệ thuật đường Cống Quỳnh, thấy bản thông báo tuyển sinh khóa cải lương, cô đã ghé vô để đăng ký thi luôn. Nếu không có khúc quanh đó thì Hương Thủy đã thi bên nhạc viện, chứ không phải là sân khấu cải lương. Đó là lần cô trốn gia đình để đi thi và đỗ áo khoa của trường sân khấu vào năm 1992. Sau khi tốt nghiệp, Hương Thủy tham gia nhiều cuộc thi về cải lương, dân ca và đã đạt được rất nhiều giải thưởng lớn. Cho đến năm 1995, cô đoạt được huy chương vàng của cuộc thi cải lương Bông Lúa Vàng. Cũng trong năm đó, cô được mời hợp tác trong đoàn ca múa nhạc Bông Sen, dự thi ca múa nhạc toàn quốc và đạt huy chương bạc. Vào năm 1999, cô dự thi cuộc thi tiếng hát dân ca toàn quốc và đoạt giải nhất. Trước đó, năm 1998, Hương Thủy đã tham gia vào nhóm nhạc Phù Sa nổi tiếng, chuyên hát những bài hát âm hưởng dân ca Nam Bộ, với hai thành viên còn lại là Quỳnh Hoa, sau này là MC nổi tiếng, và Ngọc Loan, kiêm võ sĩ Taekwondo. Trả lời báo chí, ca sĩ Hương Thủy nói về nhóm Phù Sa như sau. Nhóm Phù Sa được nhiều khán giả biết đến là cũng nhờ chị Quỳnh Hoa đã làm MC cho nhiều chương trình lớn, nên chị giới thiệu nhóm Phù Sa. Đặc biệt lúc đó, ba đứa là nhóm nhạc đầu tiên mặc áo dài, hát nhạc dân tộc, dân ca nên được rất nhiều khán giả đón nhận. Nhưng tôi lại phải định cư sang Mỹ vì gia đình chồng sống tại nơi đây. Vào năm 2003, Hương Thủy đã rời nhóm và sang Mỹ định cư tại Nam California. Tại đây, cô được một người quen giới thiệu tham gia và nhanh chóng đã trở thành một trong những ca sĩ trụ cột của Trung tâm Thủy Nga. Hương Thủy xuất hiện lần đầu tiên trong chương trình Paris By Night 72. Tiếng hát từ nhịp tim và sau đó gắn với Paris By Night với các ca sĩ dân ca và trữ tình. Ngoài khả năng ca hát, Hương Thủy còn có thể đóng hài kịch. Năm 2008, cô tham dự cuộc thi Paris By Night 93 khiêu vũ với các ngôi sao và đoạt liền một lúc hai giải thưởng. Huy chương vàng do ban giám khảo bình chọn và giải tiến bộ dành cho thí sinh có nhiều cố gắng và tiến bộ nhất. Khi nói về các vai diễn hài trên sân khấu của Thúy Nga, Hương Thủy cho biết, trước đó cô không bao giờ nghĩ mình sẽ đóng hài. Hương Thủy kể. Hồi xưa khi Hương Thủy còn học ở trên trường sân khấu, lúc đó nghệ sĩ hài Hữu Nghĩa, Hữu Châu có mời đóng hài. Thủy cũng vui vẻ nhận lời. Nhưng khi đóng mấy anh nói, thôi em đóng vô duyên quá. Khi đó thì mình nghĩ chắc chắn là mình không có cơ hội đóng hài kịch. Bẵng đi một thời gian sau khi vào Thúy Nga, anh Hoài Linh đã có nhã ý mời đóng một vở hài kịch. Đó là Paris By Night số 82 tại Toronto. Thủy cũng rất bất ngờ khi mình đóng hài, chỉ biết cố gắng làm hết sức mình. Cũng không biết làm sao, chắc là trong lòng mình cũng có những phẩm chất đó mà mình không biết, tự nhiên nó tuôn ra. Từ bậc tiểu học, Hương Thủy đã cho thấy tài năng ca hát của mình khi chị đạt giải nhất cuộc thi ca hát dành cho lứa tuổi thiếu nhi, Hoa Phượng Đỏ. Và lớn hơn, Hương Thủy đã tốt nghiệp thủ khoa của trường nghệ thuật sân khấu 2 Sài Gòn vào năm 1992.
Trong đó, chị được đào tạo từ tân nhạc cho đến cải lương, điều mà chị thích nhất từ nhỏ. Hương Thủy cũng đã đoạt được giải nhất, huy chương vàng qua các cuộc thi ca mối nhạc toàn quốc tại Việt Nam, qua các cuộc thi dân ca, cải lương, trước khi chị chính thức đi hát chuyên nghiệp từ đầu năm 1995. Ca sĩ Hương Thủy đã có mặt ngay tại cuốn Paris by Night 72 và xuất hiện đều đặn cho đến nay là cuốn Paris by Night 107, qua các bài hát thuộc nhiều thể loại khác nhau, từ bài hát dân ca, ca dao trong DVD mà chị lần đầu tiên ra mắt, đến bài hát cải lương, Mẹ vẫn đợi con về, cùng với nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh. Tân cổ giao duyên, thường hát với Mạnh Quỳnh, và mùa hát kết hợp, bài hát về vùng cao nguyên của Pleiku, thị trấn Mù Sương của nhạc sĩ Thanh Sơn. Đóng hài kịch với Hoài Linh, Trí Tài, Việt Hương và Hoài Tâm. Hát Hồ Quảng với bài Khát vọng xưa trong DVD Về miền Viễn Đông, nguyên là bài Tiểu hành cố sự. Từng được danh ca Đài Loan Đặng Lệ Quân hát trước đây. Hát đơn ca, song ca, tốp ca, đồng ca và liên khúc trong các DVD Paris by Night 75, liên khúc Ghé bến Sài Gòn, Paris by Night 88 về nhạc sĩ Lam Phương, bài hát Đoàn người Lữ Thứ, liên khúc Nắng đẹp miền Nam và khúc ca Ngày mùa. Ngoài ra, Hương Thủy cũng còn xuất hiện trong hai cuốn DVD phim cải lương Nửa đời Hương Phấn và Gia tài của mẹ, phỏng theo hai vở cải lương nổi tiếng trước năm 1975 do Trung tâm Thúy Nga thực hiện và phát hành. Bấy nhiêu đó thôi cũng đã cho thấy tiếng hát của Hương Thủy phong phú và đa dạng đến chừng nào. Hương Thủy mong sao chị còn được hát mãi để phục vụ cho khán giả. Chị cho biết sẽ luôn sẵn sàng đi hát cho các mục đích thiện nguyện, hát gây quỹ từ thiện với mong muốn giảm bớt nỗi khổ cho những người già neo đơn không nơi nương tựa hay là trẻ em nghèo khổ, mồ côi và thiếu thốn mà thời thơ ấu chính chị cũng đã từng trải qua. Hương Thủy cũng rất tin vào số mệnh. Chị cảm ơn số mệnh đã ưu đãi chị thật nhiều. Vì từ một cô gái miền quê huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, ở đồng bằng sông Cửu Long, chỉ biết có ruộng đồng và sông nước, đời sống lam lũ và khó khăn, chỉ dám ước mơ đến Sài Gòn. Từ nay, Hương Thủy đã tìm thấy được một cuộc sống tốt đẹp, sung túc, hạnh phúc tại Hoa Kỳ, một trong những đất nước hàng đầu của thế giới về nhiều lĩnh vực. Và điều quan trọng nhất là chị đã mang đến tiếng hát ngọt ngào đầy tình quê hương của mình đến toàn thể cộng đồng người Việt Nam trên khắp năm châu, từ Việt Nam, Hoa Kỳ, Canada cho đến Anh, Pháp, Na Uy, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Hương Thủy kể chuyện bị khán giả ghét vì hát chung với Mạnh Quỳnh. Vào tháng 4 năm 2016, trong một cuộc họp báo chuẩn bị cho đêm live show Cảm ơn cuộc đời của nam ca sĩ Mạnh Quỳnh, Hương Thủy đã góp mặt cùng với các ca sĩ tên tuổi như là Phi Nhung, Ngọc Liên, Hương Thủy và Hà Thanh Xuân. Hương Thủy sau đó đã tiết lộ chuyện khi mới đi hát chung với Mạnh Quỳnh, cô bị rất nhiều khán giả ghét vì khán giả chỉ thích Mạnh Quỳnh, Phi Nhung song ca với nhau. Thậm chí nhiều người nghĩ rằng vì Hương Thủy mà Phi Nhung với Mạnh Quỳnh mới không còn hát chung với nhau nữa, khiến cho Hương Thủy cảm thấy rất buồn và nhiều lần bật khóc sau sân khấu. Hương Thủy còn nhớ, lần đó hai anh em đi lưu diễn bên Úc. Khi hát xong, hai anh em đều ngồi nghỉ thì tự nhiên có một khán giả lớn tuổi chạy lại gần rồi chống nách nói: Mạnh Quỳnh, tại sao về Việt Nam cưới Hương Thủy mà không cưới Phi Nhung? Hương Thủy và Mạnh Quỳnh nói: Bọn con không có thì bác đó mang tiếp. Có thì nói lại đi, lại còn chối. Hai anh em đơ ra luôn, không biết phải nói sao. Hương Thủy nói. Nam ca sĩ Mạnh Quỳnh đùa lại: Nếu mà nói thế thì Mạnh Quỳnh có rất nhiều người yêu sân khấu, các bạn nhỉ. Tất nhiên, nếu đã là trình diễn thì mình sẽ nhập vai. Lúc đó không còn nghĩ nhiều, chỉ mong hát sao cho truyền cảm nhất. Vợ mình ở nhà cũng rất ít khi ghen. Nói chung thì là phụ nữ thì ai cũng ghen chồng, nhưng cô ấy rất hiểu mình. Cuộc sống hiện tại của Hương Thủy sau 15 năm định cư tại Hoa Kỳ. Sau 15 năm theo chồng định cư tại Mỹ, ca sĩ Hương Thủy đã tạo dựng được tên tuổi vững chắc trong lòng người hâm mộ khi trung thành với những làn điệu quê hương và ca khúc dân ca trữ tình. Ca sĩ Hương Thủy xuất hiện thường xuyên trên các chương trình của Trung tâm Thúy Nga. Tại đây, cô đã phát hành rất nhiều album nhạc và hàng trăm bài hát. Ngoài ra, Hương Thủy còn tham gia đóng hài kịch trên sân khấu Paris by Night. Cuộc sống gia đình Hương Thủy rất hạnh phúc. Cô thường xuyên chia sẻ trên Facebook cá nhân của mình những hình ảnh cô và chồng cùng với người con trai này đã lớn. Ngoài việc đi hát đều đặn, Hương Thủy còn mời nhà hàng ăn uống và cùng với chồng quản lý. Tại hải ngoại, đa số các show diễn ra vào cuối tuần. Những ngày nghỉ, cô ra nhà hàng cùng với nhân viên nấu nướng.
Công việc tại đây giúp cho Hương Thủy tiếp xúc với nhiều người Việt Nam và vơi đi nỗi nhớ nhà. Khi có thời gian rảnh rỗi, Hương Thủy dạo bộ và tập yoga. Nhờ vậy, giọng ca hải ngoại vẫn giữ được vóc dáng thon gọn để làm mẫu. Vì lớn lên từ nhỏ trong chùa, Hương Thủy cũng thường xuyên xuất hiện trong các buổi ca nhạc tổ chức tại các ngôi chùa ở Mỹ, các buổi ca nhạc gây quỹ ủng hộ cho người khó khăn và khuyết tật. Hương Thủy chia sẻ, tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cứ mỗi tuần lại bay qua bay lại khắp các nước đi sâu ở Mỹ, rồi có khi sang Canada, Australia và các nước châu Âu để biểu diễn.